Vâng, và nói đến khai giảng thì không thể không quan tâm đến tình hình thời tiết, bởi theo đúc kết của cá nhân tôi thì phần lớn những ngày mùng 5 tháng 9 thì trời thường hay có mưa. Nhưng quý vị phụ huynh và các em học sinh có thể tạm thời yên tâm, bởi theo cập nhật của chúng tôi từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày mai, ngày khai giảng năm học mới, thời tiết tại hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước sẽ khá thuận lợi. Các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên mưa vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Tuy nhiên, mưa chỉ chủ yếu diễn ra trong khoảng thời gian về đêm và sáng sớm, tập trung ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Đến ban ngày, trời sẽ khá khô ráo và có nắng nhẹ. Thời tiết mát mẻ khi nhiệt độ các khu vực này trong sáng mai từ 24 đến 27 độ và cao nhất vào trưa mai đều ở phổ biến dưới mức 34 độ. Với các tỉnh Nam và Trung Bộ, thời tiết không mưa và có phần oi nóng hơn khi một vài nơi vừa trưa chiều nhiệt độ có thể lên đến 35 đến 36 độ. Tuy nhiên, trước 10 giờ sáng, thời tiết vẫn còn mát mẻ, ủng hộ cho các hoạt động trong buổi lễ khai giảng năm học mới. Trong khi đó, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết vẫn diễn ra rất tốt, chỉ diễn ra từ sáng cho tới trưa với nhiệt độ hầu khắp ở các nơi ở là 34 độ ở Nam Bộ, dao động từ 28 đến 31 độ tại Tây Nguyên. Còn từ chiều tối, khi đới gió Tây Nam hoạt động mạnh thì mưa rào và dông mới xuất hiện trên diện rộng tại các tỉnh phía Nam.